Hủ phạm bắt trộm cu của mình nha các bạn. Mình trình nó à, coi nè, cu trong đây nè, nó hò tay vô, nó hột vô các bạn, hột vô nó xé lông lá nè các bạn, cánh nữa nè à. Hồi nãy nó ăn còn dở nè, nó ăn còn dở mình ra mình thấy cái mình móc miếng mồi vô đây luôn nha các bạn. 15 phút sau ra lụm hàng nha các bạn, con chà bá luôn. Trong cái ngăn để mồi mình có để cua tiểu đây nè, đó nó rình ngay cái lồng mà nó xé nè, nó hò tay vô nó xé gị ra, mày vô ngay chỗ bán bẫy mà mày trộm là mày xui mày rồi con à. Bạn nào mua lồng bẫy mèo liên hệ mình luôn nha, ship toàn quốc. Kích thước là dài 50 rộng 20 cho 20 nha các bạn. Bắt mèo khoảng tầm 5 kg, con này khoảng 4 kg mấy nè. Số hội mình là 0936 059090 nha các bạn, ship toàn quốc.